Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu đứng dậy làm chỉnh đốn trang phục để làm lễ chào cờ. Thôi, kính mời quý vị đại biểu ngồi xuống. Xin trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trương An Ninh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Thị ủy Ba Đồn lên vị trí chủ tọa kỳ họp, điều hành kỳ họp. Mời đoàn thư ký lên vị trí làm việc. Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí Hoàng Minh Đề, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày dự kiến chương trình làm việc của kỳ họp. Xin mời đồng chí. Kính thưa quý vị đại biểu, tôi xin trình bày chương trình làm việc kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 năm 2019, trong đó có một buổi dự phòng. Khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2019, chương trình cụ thể như sau. Thứ nhất, ngày làm việc thứ nhất vào ngày thứ Tư, ngày 10 tháng 7 năm 2019, sau phần nghi lễ châu cờ cử quốc ca sẽ thông qua chương trình làm việc của kỳ họp và phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong buổi sáng của ngày thứ nhất và nửa buổi chiều của ngày hôm nay, kỳ họp sẽ nghe các cái báo cáo cụ thể như sau, gồm 21 báo cáo và tờ trình. Một, báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hai, báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2019. Ba, báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh về công tác Tòa án Nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2019. Bốn, báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Năm, báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân và kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sáu, báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình tại kỳ họp. Bảy, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện quy định pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2018. Tám, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban kinh tế ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Chín, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật
về hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến tháng 3 năm 2019. 10. Tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết quy định thẩm quyền tặng quà và mức quà tặng mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 11. Tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 12. Tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công. 13. Tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết quy định mức thu học phí đối với một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 14. Tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 29 ngày 8 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vay Ngân hàng Thế giới để thực hiện dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tại tỉnh Quảng Bình. 15. Tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 16. Tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết về phương án phân bổ nguồn vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016-2020 của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 17. Tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết về việc bổ sung điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 18. Tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. 19. Báo cáo của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh về thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết của Hội đồng của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. 20. Báo cáo của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh về thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. 21. Báo cáo của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh về thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Còn lại nửa buổi chiều của ngày hôm nay thì Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ làm công tác nhân sự. Ngày làm việc thứ hai, tức là ngày thứ năm, ngày 11 tháng 7 năm 2019, buổi sáng, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành phiên thảo luận tại hội trường. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Kết quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, các báo cáo tờ trình trình tại kỳ họp. Sau đó chủ tọa kỳ họp sẽ kết luận phiên thảo luận. Buổi chiều, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các nội dung kết luận của chủ tọa phiên họp chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chất vấn, các cơ quan hữu quan trả lời chất vấn tại hội trường. Ngày làm việc thứ ba, tức là ngày thứ sáu, ngày 12 tháng 7 năm 2019, buổi sáng, phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tiếp thu, giải trình sau phiên họp thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tọa kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đại diện các cơ quan trình dự thảo nghị quyết, Hội đồng Nhân dân thảo luận và thông qua các nghị quyết. Một, nghị quyết quy định mức thu học phí đối với một số cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hai, nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công. Ba, nghị quyết quy định thẩm quyền tặng quà và mức quà tặng mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Bốn, nghị quyết về mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 5. Nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 29 ngày 8 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vay Ngân hàng Thế giới để thực hiện dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tại tỉnh Quảng Bình. 6. Nghị quyết về phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng sang rừng sản xuất sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
7. Nghị quyết về phương án phân bổ nguồn vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016-2020 của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 8. Nghị quyết về việc bổ sung điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 9. Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. 10. Nghị quyết về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Sau cùng là bế mạc kỳ họp và chào cờ cử quốc ca. Thời gian làm việc buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 và buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ và giữa buổi có nghỉ giải lao 15 phút. Các tài liệu gửi đại biểu nghiên cứu gồm có 14 tài liệu. 1. Báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. 2. Báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về tình hình tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thi hành hiến pháp năm 2013 giai đoạn 2014-2019. 3. Báo cáo của Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019. 4. Báo cáo của Ban kinh tế ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019. 5. Báo cáo của Ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, kết quả kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019. 6. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và những giải pháp chủ yếu điều hành ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2019. 7. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình tổ chức và kết quả chỉ đạo điều hành hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 8. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. 9. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 10. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm 2019. 11. Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019. 12. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. 13. Các báo cáo về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 của các cơ quan đơn vị địa phương liên quan. 14. Tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Kính thưa Hội đồng, như vậy là tôi đã trình bày xong thì dự kiến chương trình làm việc kỳ họp thứ 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Các đại biểu vừa nghe đồng chí Tránh Văn Phòng trình bày dự kiến chương trình làm việc của kỳ họp. Có đại biểu nào có ý kiến về cái chương trình dự kiến chương trình đồng chí Tránh Văn Phòng vừa mới trình bày? Nếu các đại biểu không có ý kiến thì xin cho biểu quyết thông qua chương trình bằng hình thức giơ tay. Đại biểu nào nhất trí với dự kiến chương trình đồng chí Tránh Văn Phòng vừa mới trình bày thì cho biểu quyết. Xin cảm ơn đại biểu. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? Như vậy là không. Như vậy là 100% đại biểu nhất trí thông qua chương trình làm việc của kỳ họp. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các vị khách mời của kỳ họp, thưa đồng bào và cử tri trong tỉnh, hôm nay Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 khai mạc kỳ họp thứ 10. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu khách mời của kỳ họp, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các địa phương và các cơ quan thông tấn báo chí đã đến dự kỳ họp. Xin gửi đến quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí và cử tri trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thưa quý vị đại biểu, thưa Hội đồng Nhân dân tỉnh, như chúng ta đã biết, năm 2019, năm nước rút của kế hoạch 5 năm 2016-2020, tỉnh ta triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm
trong điều kiện còn nhiều khó khăn từ những năm trước để lại và những khó khăn mới phát sinh. Hạn hán gay gắt kéo dài, dịch bệnh diễn biến phức tạp xảy ra trên địa bàn tỉnh đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân. Song với sự đoàn kết thống nhất cao, sự nỗ lực phấn đấu quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của các cấp các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nên việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì sự ổn định, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ. Sản xuất đông xuân được mùa, chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Sản xuất công nghiệp mặc dù trong điều kiện khó khăn nhưng vẫn duy trì được tăng trưởng. Hoạt động du lịch tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách tăng khá so với cùng kỳ, nhiều chương trình dự án đã và đang triển khai theo kế hoạch đã đề ra. Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, giảm nghèo và giải quyết việc làm, ứng dụng khoa học công nghệ có một số chỉ tiêu đạt khá. Đặc biệt là tỉnh ta đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và 70 năm ngày Quảng Bình quật khởi, đã khơi dậy được khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong toàn đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị được triển khai tích cực, tạo được nhiều chuyển biến mới. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, đã chuẩn bị tốt cho công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019 và đã giải quyết được nhiều vụ việc nổi lên về an ninh trật tự, đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm và các tệ nạn xã hội ngày càng có hiệu quả. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức lớn. Hạn hán gay gắt trên diện rộng, dịch bệnh diễn biến phức tạp đang là nỗi băn khoăn lo lắng của người dân. Sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của nhiều doanh nghiệp còn khó khăn, một số chỉ tiêu kinh tế xã hội còn đạt thấp, công tác quản lý bảo vệ rừng còn yếu kém để xảy ra một số vụ phá rừng, cháy rừng, công tác giải phóng mặt bằng để triển khai một số công trình dự án gặp nhiều khó khăn vướng mắc, nhất là trong xử lý tài sản công. Nhiều dự án triển khai chậm trễ so với kế hoạch đề ra, thu ngân sách còn thấp, thất thu thuế còn lớn, văn hóa xã hội có mặt chuyển biến còn chậm, lĩnh vực giáo dục đào tạo còn để xảy ra vi phạm đạo đức nhà giáo và sơ suất trong thi tuyển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Tình hình đó đòi hỏi Hội đồng Nhân dân tỉnh phải có những giải pháp thật cụ thể, đồng bộ, quyết liệt hơn nữa nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tiếp tục cải thiện đời sống của nhân dân. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tập trung xem xét quyết định một số nội dung quan trọng sau đây. Thứ nhất là đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, xem xét quyết định các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2019. Thứ hai là xem xét đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm của Hội đồng Nhân dân và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, xem xét báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Thứ ba là Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ nghe thảo luận báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh về các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết tại kỳ họp, báo cáo của các sở ban ngành và các địa phương, trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri và các báo cáo khác được trình bày tại kỳ họp. Thứ tư là Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành chất vấn, nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành hữu quan trả lời chất vấn về việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và những vấn đề mà cử tri quan tâm. Cùng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét miễn nhiệm chức vụ và bầu bổ sung một số chức danh của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm kịp thời kiện toàn cán bộ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thảo luận thông qua 10 nghị quyết và quyết định một số nội dung quan trọng khác. Thưa quý vị đại biểu, những nội dung trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Để chuẩn bị cho kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan hữu quan đã tích cực chuẩn bị nội dung kỳ họp theo đúng quy định của pháp luật và đã được gửi trước cho đại biểu Hội đồng Nhân dân để nghiên cứu trước. Từ những vấn đề nêu trên, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân và cử tri trong tỉnh, tập trung nghiên cứu thật kỹ các vấn đề, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung của kỳ họp,
nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hiện nay, đồng thời động viên được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân nỗ lực quyết liệt hơn nữa để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2019, năm nước rút của nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020. Với ý nghĩa đó, thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Chúc kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân tỉnh, trình bày báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Xin mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận tỉnh, kính thưa các quý vị đại biểu, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân và toàn thể cử tri, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, tôi xin thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 với các nội dung sau. Một là về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019, về triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2018, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo ra soát, hoàn chỉnh và ban hành các nghị quyết của các cơ quan, gửi các cơ quan trung ương theo quy định và gửi đến các cơ quan, đơn vị địa phương trong tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện. Chỉ đạo đăng tải phổ biến toàn văn 20 nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức cho các đại biểu tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp và nội dung các nghị quyết mà Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành. Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ sở, các ngành, đơn vị và địa phương khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Về tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp bất thường, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp bất thường vào ngày 29 tháng 3 năm 2019 để xem xét và quyết định 5 nghị quyết là điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, về nghị quyết về phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019, nghị quyết thông qua phương án sử dụng và trả nợ vốn vay để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở tỉnh Quảng Bình, nghị quyết quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nghị quyết bổ sung kế hoạch thu hồi đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định của pháp luật. Về hoạt động giám sát, thực hiện chương trình giám sát năm 2019, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xây dựng chương trình giám sát cụ thể và tổ chức hoạt động giám sát khảo sát. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch giám sát chuyên đề và chỉ đạo chuẩn bị các nội dung khác để triển khai giám sát chuyên đề, tình hình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế giai đoạn 2016-2019 trên địa bàn tỉnh. Ban pháp chế đã giám sát chuyên đề tình hình thực hiện quy định của pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2018. Ban kinh tế ngân sách giám sát chuyên đề tình hình thực hiện chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Ban văn hóa xã hội giám sát chuyên đề tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến thời điểm giám sát. Ngoài các chuyên đề trên, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức các đợt giám sát khảo sát việc thực hiện kết luận của chủ tọa kỳ họp, kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với các vấn đề như thu hồi nợ tạm ứng ngoài nhiệm vụ của quỹ phát triển đất, thu hồi nợ và lãi vay quỹ đầu tư địa phương, xử lý trách nhiệm và thu hồi nợ tạm ứng đối với 22 công trình nợ tạm ứng kéo dài, ra soát kiểm tra việc định giá phương thức chào bán cổ phần thoái vốn đối với công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình và công ty cổ phần môi trường phát triển đô thị Quảng Bình, việc xử lý các vướng mắc liên quan đến tài chính trong quá trình chuyển đổi thành công ty cổ phần đối với công ty cổ phần Lê Ninh, công ty cổ phần Việt Trung, chấn chỉnh các dự án đã được giao đất, cho thuê đất chậm tiến độ, việc thẩm định về năng lực tài chính đối với các nhà đầu tư đối với các dự án mới, về việc thực hiện nộp thuế đối với các doanh nghiệp sử dụng đất đầu tư du lịch tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng.
đã tổ chức giám sát, khảo sát theo chức năng, nhiệm vụ của từng ban tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để phục vụ thẩm tra các báo cáo, các tờ trình, các dự thảo, nghị quyết, chuyên đề, kết luận của chủ tọa kỳ họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân. Tuy vậy, hoạt động giám sát, khảo sát vẫn còn có mặt hạn chế. Việc tham gia giám sát của một số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh còn kiêm nhiệm chưa đều, hoạt động giám sát của các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và cá nhân của mỗi đại biểu còn rất ít. Sự phối hợp của một số đơn vị trong hoạt động giám sát chưa cao, một số kiến nghị qua giám sát chưa được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Về hoạt động tiếp xúc cử tri, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã tổ chức cho các đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp tiếp xúc cử tri hai đợt tại 42 điểm trên toàn tỉnh, đã chỉ đạo ra soát tổng hợp 105 ý kiến, kiến nghị của cử tri và chuyển đến Ủy ban Nhân dân tỉnh để phân công giải quyết trả lời. Nhìn chung, hoạt động tiếp xúc cử tri đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến vào việc thực hiện triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh và gửi các kiến nghị. Tuy nhiên, ở một số điểm tiếp xúc, việc thông báo kết quả giải quyết trả lời của cử tri đến tận cử tri vẫn còn chưa kịp thời. Có nơi không thông tin lại để cử tri biết nên cử tri đã kiến nghị nhiều lần. Báo cáo tổng hợp ý kiến của một số đại biểu, nội dung nhiều ý kiến chưa rõ, còn chung chung, dẫn đến việc phân công giải quyết trả lời các kiến nghị có nội dung chưa theo chức năng của cơ quan có thẩm quyền. Việc trả lời các giải quyết của một số cơ quan chức năng chưa kịp thời, có nội dung còn bỏ sót hoặc là trả lời chưa đúng trọng tâm. Thứ năm là hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế và Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tham gia 6 phiên tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Tham gia tiếp công dân đến tại trụ sở của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo gửi đến Hội đồng Nhân dân tỉnh, đôn đốc giám sát tình hình kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 37 đơn gửi đến Hội đồng Nhân dân tỉnh, tăng 5 đơn so với cùng kỳ, trong đó khiếu nại 9 đơn, tố cáo 7 đơn, các đơn khác 21 đơn. Nội dung khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện đền bù thiệt hại do phóng xa gây ra, về việc tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, việc cấp đất ở sai quy định đối với các cơ quan chức năng chủ yếu là ở đô thị, các vấn đề liên quan đến giải quyết chế độ chính sách cho người có công, không đồng ý với việc giải quyết trả lời đơn của các cơ quan chức năng. Qua xem xét, Thường trực đã đề nghị chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết trả lời hoặc hướng dẫn cho công dân được rõ 11 đơn, lưu theo dõi 26 đơn do đơn gửi nhiều lần hoặc đơn đã được các cơ quan tổ chức có thẩm quyền giải quyết mà không có nội dung tình tiết mới. Hầu hết đơn chuyển đề nghị giải quyết trả lời hướng dẫn công dân chủ yếu tập trung các vào thời điểm trước kỳ họp thứ 10 nên đang trong thời gian xem xét giải quyết theo quy định. Một số đơn theo báo cáo đã được giải quyết trả lời nhưng công dân tiếp tục phản ánh do chưa thỏa mãn với nội dung giải quyết. Việc giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được quan tâm và chỉ đạo chặt chẽ, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành địa phương đã tích cực chỉ đạo giải quyết đúng quy định của pháp luật và bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của công dân. Đối với một số vụ việc phức tạp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện việc giám sát. Tuy vậy, chất lượng giải quyết khiếu nại tố cáo tại một số cơ quan đơn vị chưa cao, giải quyết còn chậm, đơn gửi đến nhiều cấp nhiều ngành, khiếu nại nhiều lần, khiếu kiện đông người vẫn còn xảy ra. Thứ về giải quyết các vấn đề giữa hai kỳ họp, trong 6 tháng đầu năm, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã kịp thời có văn bản trả lời cho ý kiến theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với 30 nội dung. Các vấn đề phát sinh được giải quyết đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Chi tiết thì đã có phụ lục kèm theo trong báo cáo gửi đến đại biểu. Về công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, kỳ họp thứ 10 sẽ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm và quyết định các vấn đề quan trọng khác. Do đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã sớm tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất công tác chuẩn bị nội dung chương trình kỳ họp, tổ chức cho các đại biểu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, phân công các cơ quan liên quan chuẩn bị và thẩm tra các báo cáo, các tờ trình, các dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến sẽ thông qua 26 loại báo cáo và 10 tờ trình dự thảo nghị quyết, tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách, các ủy viên của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết dự kiến trình Hội đồng tỉnh thông qua tại kỳ họp được gửi đến Hội đồng nhân dân, đảm bảo thời gian quy định, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan được giao để thẩm tra. Nhiều nội dung các dự thảo nghị quyết đã được các cơ quan tham mưu soạn thảo tiếp thu chỉnh sửa trong quá trình làm việc nên đạt được sự thống nhất cao. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau đều được các ban nêu rõ quan điểm để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung thảo luận. Đến nay đã có 13 ý kiến đăng ký thảo luận, 10 ý kiến đăng ký chất vấn. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã lựa chọn gửi để các sở, ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị trả lời chất vấn tại kỳ họp. Về các hoạt động khác, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và hướng dẫn của Bộ Tư pháp về tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và triển khai kế hoạch sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện kế hoạch, các cơ quan đơn vị địa phương đã tổ chức sơ kết 5 năm triển khai Hiến pháp năm 2013 và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã tổng hợp xây dựng dự thảo báo cáo chung của toàn tỉnh gửi thường trực thông qua trước khi gửi Bộ Tư pháp theo quy định. Tại kỳ họp này, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có báo cáo về kết quả sơ kết, báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã duy trì phiên họp thường kỳ hàng tháng, tổ chức hội ý khi có các vấn đề phát sinh, ban hành chương trình công tác trọng tâm của năm 2019, phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và kết quả bầu cử các chức danh của Hội đồng nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền, phối hợp với tổ chức Oxfam tiếp tục triển khai thực hiện dự án dân chấm điểm, phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân tham gia góp ý đối với các dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015, dự thảo Luật Quản lý thuế, dự thảo Luật Đầu tư công, phối hợp với Ban công tác đại biểu mà viện và Viện nghiên cứu lập pháp để tổ chức hội thảo tại thành phố Đồng Hới với chủ đề chất lượng hiệu quả hoạt động nữ đại biểu Hội đồng nhân dân trong hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp ở Việt Nam, lý luận và thực tiễn. Tổ chức hội thảo với chủ đề nữ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với nữ cán bộ lãnh đạo quản lý khoa học tỉnh vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Thường trực và các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đã tham gia các đoàn giám sát của các ủy ban của Quốc hội và các đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tóm lại, trong 6 tháng đầu năm, thường trực các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã bám sát chương trình công tác trọng tâm năm 2019, triển khai thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, chương trình kế hoạch đề ra, đảm bảo các quy định của pháp luật, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành được phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân, hoạt động giám sát tiếp tục được chú trọng triển khai, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm giải quyết. Đối mối quan hệ công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan tổ chức ngày càng được tăng cường, tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp, chất lượng hoạt động của Thường trực, các ban của Văn phòng Hội đồng nhân dân và cá nhân mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Như vậy đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ và của Hội đồng nhân dân tỉnh. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Trong 6 tháng cuối năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như sau. Một là phải tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương để tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh cùng với hệ thống chính trị phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Hai là triển khai có hiệu quả chuyên đề giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế giai đoạn 2016-2019. Các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai giám sát chuyên đề còn lại theo chương trình, tích cực theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các kết luận và các kiến nghị sau giám sát. Tiếp tục triển khai thực hiện dự án dân chấm điểm tại Trung tâm Hành chính công, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và một số bệnh viện đa khoa trên địa bàn tỉnh.
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu Hội đồng Nhân dân, tăng cường các hình thức tiếp xúc cử tri ở những nơi có những vấn đề nổi lên để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phối hợp tiếp công dân định kỳ theo quy định để và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân, đôn đốc Ủy ban Nhân dân và các cơ quan chuyên môn, cơ quan bảo vệ pháp luật giải quyết kịp thời việc khiếu nại, tố cáo của nhân dân, nhất là những vụ việc cấp bách tồn đọng chưa được giải quyết. Tham gia tích cực vào chương trình giám sát của Quốc hội tại địa phương, các hội nghị hội thảo do Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các ủy ban của Quốc hội tổ chức, tham gia vào chương trình xây dựng pháp luật, các dự án luật trình Quốc hội theo kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 và các kỳ họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đảm bảo đúng quy định. Bảy là tổ chức hội nghị thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, hội thảo giữa Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình và Hội đồng Nhân dân tỉnh Khăm Muộn, Lào, hội nghị thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với các huyện, thành phố, thị xã, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019 và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định. Kính thưa Hội đồng, trên đây là báo cáo tóm tắt về kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình bày báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm. Xin mời đồng chí. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, kính thưa quý vị đại biểu, tôi xin thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2019. Phần thứ nhất, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019. Một, đánh giá tổng quát, xác định năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng là năm tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai và ban hành kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 để chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư sản xuất kinh doanh. Với việc thực hiện sớm và đồng bộ các giải pháp đề ra, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa, sản lượng thủy sản tiếp tục tăng, du lịch phát triển mạnh, thu ngân sách đạt khá, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng so với cùng kỳ. Các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được chú trọng đầu tư, lĩnh vực văn hóa xã hội có những chuyển biến tiến bộ, quốc phòng an ninh được tăng cường, giữ vững, công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu, tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP tăng 6,32% so với cùng kỳ, kế hoạch cả năm tăng 7,2%, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tăng 4,12% so với cùng kỳ, kế hoạch cả năm 4%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,7% so với cùng kỳ, kế hoạch cả năm tăng 8%, giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 6,71% so với cùng kỳ, kế hoạch cả năm tăng 8%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10,9% so với cùng kỳ, đạt 44,46% kế hoạch năm, thu ngân sách trên địa bàn 2.420 tỷ đồng tăng 38% so với cùng kỳ và đạt 53,8% dự toán địa phương cả năm, giải quyết việc làm cho 18.300 lao động đạt 50% kế hoạch, số giường bệnh bình quân trên một vạn dân đạt 35,15 giường, kế hoạch cả năm là 35 giường, có 91 dân số tham gia bảo hiểm y tế,
kế hoạch cả năm là trên 90%. Tỷ lệ xã phường thị trấn hoàn thành phổ cập trung học cơ sở mức độ 3 đạt 79,9%, kế hoạch cả năm là 86,79%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63,8%, kế hoạch năm 64,3%. Trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt 45,5%, kế hoạch năm là 47,5%. Tuy nhiên, phát triển các lĩnh vực chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ so với kế hoạch cả năm đề ra đạt chưa cao. Một số vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm nên việc triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm, chậm so với tiến độ. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có chuyển biến nhưng còn chậm, giáo dục đào tạo còn nhiều bất cập, tình hình vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội, cháy rừng, phá rừng còn xảy ra ở một số địa phương. Hai lớn kết quả đạt được trên các lĩnh vực: một, tốc độ tăng trưởng kinh tế, dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 6 tháng đạt 12.238 tỷ đồng, tăng 6,32% so với cùng kỳ năm 2018. Hai là công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch có nhiều tiến bộ, chất lượng quy hoạch được nâng lên, đã tập trung chỉ đạo lập điều chỉnh quy hoạch chung các đô thị, quy hoạch phân khu các xã và thị trấn, tập trung triển khai lập chương trình phát triển đô thị, tích cực triển khai lập các đồ án quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu. Tuy nhiên, nhiều quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt chất lượng chưa đạt yêu cầu, không phù hợp yêu cầu thực tế nên phải điều chỉnh nhiều lần để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. 3. Sản xuất nông lâm ngư nghiệp. Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp và thủy sản tăng 4,12%, sản xuất công nghiệp được mùa, tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành địa phương thực hiện các biện pháp kịp thời ngăn chặn dập dịch tả lợn châu Phi. Hiệu quả của kinh tế rừng ngày càng được khẳng định, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng tăng 4,5% so với cùng kỳ. Công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng luôn được chú trọng. Sản lượng thủy sản khai thác tăng 8% so với cùng kỳ, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định 48 và nghị định 67 của Chính phủ để phát triển đánh bắt xa bờ, đã tập trung chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các giải pháp để triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, chất lượng và giá trị gia tăng trong nông nghiệp còn thấp, còn để xảy ra các vụ cháy rừng và phá rừng, các tiêu chí nông thôn mới thiếu vững chắc, chất lượng chưa cao. 4. Sản xuất công nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng khá, tăng 6,7% so với cùng kỳ, đã tích cực triển khai các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tích cực chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp, đặc biệt là dự án trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch và các dự án điện mặt trời, điện gió, dự án máy xuất khẩu. Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trong 6 tháng đầu năm, chưa có dự án công nghiệp mới có giá trị cao đi vào hoạt động. 5. Các ngành dịch vụ, mạng lưới dịch vụ thương mại tiếp tục phát triển, tổng mức hàng hóa bán lẻ tăng 13,4% so với cùng kỳ. Công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường giá cả, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả được tăng cường, tập trung chỉ đạo các giải pháp đồng bộ để phát triển du lịch. Công tác xúc tiến, quảng bá và liên kết du lịch được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng phong phú, phát triển nhiều sản phẩm du lịch và không ngừng nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch. 6 tháng đầu năm, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Bình ước đạt 2,45 triệu lượt khách, tăng 22,7% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế tăng 31,1% so với cùng kỳ. Dịch vụ vận tải và các dịch vụ khác tiếp tục hoạt động có hiệu quả. Tuy vậy, hoạt động lữ hành còn yếu, nhiều sản phẩm du lịch chưa hoàn thiện, thiếu các khu vui chơi giải trí, thời gian lưu trú của khách thấp, đội ngũ nhân lực ngành du lịch còn thiếu lực lượng có trình độ chuyên môn. 6. Tài chính ngân hàng. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng thu ngân sách. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đạt 2.420 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm theo đúng quy định. Các tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn và cho vay phát triển kinh tế xã hội. Tổng số vốn huy động đến cuối tháng 6 là 39.400 tỷ đồng, tăng 6,2 so với đầu năm.
tổng dư nợ cho vay đến cuối tháng 6 là 51.520 tỷ đồng, tăng 6,6% so với đầu năm. Mặc dù vậy, một số khoản thu ngân sách chưa đạt kế hoạch, nợ đóng thuế còn lớn. 7. Công tác quản lý xây dựng cơ bản chặt chẽ và hiệu quả hơn, đã chỉ đạo quyết định công tác thu hồi tạm ứng và giải ngân vốn xây dựng cơ bản, tỷ lệ giải ngân đạt 42% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng đầu năm đạt 8.670 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ. Tuy vậy, tỷ lệ giải ngân đạt chưa cao, đặc biệt là các dự án ODA và các chương trình mục tiêu quốc gia. Một số dự án chậm triển khai thực hiện do vướng mắc triển khai thực hiện Nghị định 167 của Chính phủ và công tác giải phóng mặt bằng. 8. Hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư tiếp tục được chú trọng tăng cường. Việc quản lý đoàn ra đoàn vào chặt chẽ theo đúng quy định. Công tác xúc tiến đầu tư được tập trung chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực. Tổ chức gặp mặt doanh nghiệp hàng quý theo chuyên đề. Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành kế hoạch hành động tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, đã tích cực làm việc với các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu hợp tác đầu tư tại tỉnh. Tuy vậy, các dự án được cấp phép đầu tư triển khai còn chậm so với kế hoạch, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI vẫn còn ở thứ hạng thấp. 9. Phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế. Chỉ đạo 5 đơn vị sự nghiệp công lập đã được Thủ tướng phê duyệt danh mục chuyển sang công ty cổ phần, triển khai thực hiện thoái vốn nhà nước 3 công ty cổ phần đảm bảo đúng tiến độ quy định. Kinh tế tập thể tiếp tục phát triển, nhiều mô hình tổ hợp tác phát huy hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 371 doanh nghiệp với số vốn 4.987 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ. Tuy vậy, năng lực tài chính và sức cạnh tranh thấp, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch vẫn còn gặp khó khăn. 9. Tài nguyên môi trường. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các công trình dự án trọng điểm, đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển quỹ đất, tổ chức đấu giá, giao quyền sử dụng đất. Lĩnh vực khoáng sản được tăng cường kiểm soát chặt chẽ, đã chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm, tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác giải phóng mặt bằng một số dự án gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhiều chuyển biến, nhưng hồ sơ tồn đọng vẫn còn nhiều. Vấn đề ô nhiễm môi trường trong sản xuất trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra, chưa xử lý triệt để. 11. Giáo dục đào tạo. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trường, lớp học, chất lượng giáo dục được nâng lên, số lượng học sinh đạt dạy quốc gia cao, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cơ bản đảm bảo tỷ lệ theo quy định, tình trạng làm thu các khoản đóng góp trái quy định cơ bản được khắc phục. Công tác tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 và công tác tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2019-20 được triển khai tích cực. Tuy vậy, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 đã để xảy ra trường hợp bất thường phải tổ chức thi lại môn văn, vẫn còn tình trạng quá tải về số lượng trẻ nhóm lớp ở cấp học mầm non, việc vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo bạo hành về học sinh tại tỉnh vẫn còn xảy ra. 12. Công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ được tăng cường. Công tác chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ ngày càng được chú trọng. Tổ chức thành công hội thảo khoa học Quảng Bình 30 năm đổi mới và phát triển. Tuy vậy, năng lực khoa học công nghệ còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu. 13. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân được đẩy mạnh. Công tác phòng chống dịch bệnh được tăng cường. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng triển khai thực hiện. Mặc dù vậy, chất lượng khám chữa bệnh ở một số cơ sở y tế chưa được nâng cao. Đầu tư nâng cấp trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu. 14. Văn hóa thể thao. Các hoạt động văn hóa thể dục thể thao diễn ra sôi nổi. Công tác quản lý lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức các hoạt động, chuỗi các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh có chiều sâu, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì. Các đội thể thao thành tích cao đã giành được nhiều huân chương. Tuy vậy, công tác đào tạo vận động viên ở một số môn còn thiếu tính kế cận giữa các lứa tuổi. Công tác phối hợp liên ngành trong phòng chống bạo lực gia đình có lúc chưa thường xuyên.
15 thông tin và truyền thông. Hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin truyền thông được đẩy mạnh, quản lý hoạt động báo chí và thông tin trên mạng tiếp tục được tăng cường, hạ tầng dịch vụ viễn thông được quan tâm chỉnh trang nâng cấp. Tuy vậy, việc quản lý thông tin trên báo điện tử còn gặp nhiều khó khăn, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính của tỉnh còn ở thứ hạng thấp. 16. Lao động thương binh và xã hội tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm giai đoạn 2016-2020 để giải quyết việc làm cho 1,83 vạn lao động, đạt trên 50% kế hoạch. Công tác an sinh xã hội, bảo trợ xã hội tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm chỉ còn 6,14%. Tuy vậy, việc phối hợp giữa các cấp ngành về lĩnh vực người có công an sinh xã hội chưa chặt chẽ, tích cực, nhiều vụ trẻ em bị tai nạn, thương tích, đuối nước thương tâm xảy ra. 17. Các chính sách dân tộc đã được triển khai kịp thời, đúng quy định. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được chú trọng. Tuy vậy, sản xuất ở một số địa bàn đồng bào dân tộc chậm phát triển, hoạt động tôn giáo một số nơi vẫn còn vi phạm pháp luật. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở một số địa phương chưa thực sự hiệu quả. 18. Công tác tổ chức bộ máy xây dựng chính quyền tiếp tục được tăng cường, đã tập trung chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế. Công tác cải cách hành chính đã được chú trọng và có nhiều chuyển biến đáng kể. Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện kịp thời. Tuy vậy, việc tham mưu giải quyết công việc ở một số cơ quan đơn vị hiệu quả chưa cao, cải cách hành chính chưa đột phá, bộ máy chính quyền cơ sở một số nơi hoạt động chưa hiệu quả, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh còn ở thứ hạng thấp. 19. Công tác thanh tra, tư pháp, phòng chống tham nhũng lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác thẩm định, góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng cao. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được chú trọng. Việc công khai minh bạch các hoạt động của cơ quan nhà nước, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ được thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, việc chỉ đạo điều hành công tác giải quyết khiếu nại tố cáo ở một số địa phương chưa quyết liệt. 20. Công tác quốc phòng an ninh được chú trọng tăng cường, tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định và giữ vững, đã tổ chức nhiều đợt truy quét, trấn áp tội phạm có hiệu quả. Công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là ma túy, mại dâm, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng được tăng cường, tích cực triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2018. Tuy vậy, vẫn còn tình trạng người dân tập trung đông người kéo đến trụ sở chính quyền các cấp, gây mất an ninh trật tự. 21. Công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân tỉnh và chính quyền các cấp được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực, tập trung chỉ đạo những lĩnh vực trọng tâm, các dự án, công trình trọng điểm, những lĩnh vực mà một số chỉ tiêu còn đạt thấp. Mặc dù vậy, một số chỉ tiêu nhiệm vụ chưa đạt cao so với kế hoạch, một số lĩnh vực phát triển chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, nhưng những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là một sự nỗ lực lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 mà nghị quyết tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra. Phần thứ hai là các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019. Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 đã đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra từ đầu năm 2019, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau đây. 1. Tăng cường công tác quy hoạch và quản lý đô thị, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sớm và có chất lượng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chú trọng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, cải tạo cảnh quan môi trường ở các trung tâm lớn của tỉnh, đặc biệt là thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, các thị trấn, các khu du lịch, khu công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở, khu đô thị mới. 2. Tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng kinh tế, tập trung chỉ đạo đồng bộ toàn diện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu tăng trưởng kinh tế GDP
cả năm 2019 đạt 7,2%. Tập trung chỉ đạo các biện pháp tăng thu ngân sách để hoàn thành kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2019, tập trung tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để tăng thu, chống thất thu và thu hồi nợ đồng thuế. Tiếp tục siết chặt kỷ luật tài chính, ngân sách nhà nước, tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm như dự án tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình và dự án hạ tầng quảng trường trung tâm, dự án hệ thống đường cầu Nhật Lệ 2, các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án ODA. 3. Thực hiện quyết liệt cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển sản xuất, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp. Về sản xuất nông lâm ngư nghiệp, chỉ đạo thực hiện tốt sản xuất vụ hè thu, vụ đông năm 2019 và vụ đông xuân 2019-2020, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển chăn nuôi tập trung, mở rộng chăn nuôi an toàn dịch bệnh và môi trường Việt Gáp, tập trung chỉ đạo để khống chế và dập dịch tả lợn châu Phi, phòng chống cháy rừng, tiếp tục tranh thủ nguồn hỗ trợ của chính phủ theo quyết định 48, nghị định 67, quyết định số 12 của chính phủ để hỗ trợ ngư dân phát triển đánh bắt biển xa. Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 theo kế hoạch, phấn đấu đến hết năm 2019 toàn tỉnh có 72 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, chiếm 52,9%. Phát triển công nghiệp, tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất công nghiệp, thực hiện các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp phát triển, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án công nghiệp lớn đang triển khai như nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 và 2, dự án điện mặt trời, xúc tiến triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối, dệt may, chế biến gỗ, v.v. Phát triển thương mại dịch vụ du lịch, thực hiện các giải pháp phát triển thị trường hàng hóa trên địa bàn, thực hiện tốt cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp, nông dân tiêu thụ sản phẩm, tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Tiếp tục thực hiện quyết liệt và đồng bộ chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020, tập trung tổ chức tốt lễ hội Hang Động Quảng Bình năm 2019, tiếp tục tăng cường xúc tiến, khuyến khích xã hội hóa đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch, tập trung chỉ đạo triển khai các dự án về du lịch, dịch vụ sớm hoàn thành để đưa vào hoạt động, đặc biệt là dự án quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giá trị cao cấp của công ty cổ phần tập đoàn FLC, khu nghỉ dưỡng bang của công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh, khách sạn 5 sao của tập đoàn Fuman, một số dự án dịch vụ du lịch khác của các tập đoàn, chỉ đạo các địa phương quan tâm phát triển du lịch, chú trọng công tác bảo vệ môi trường du lịch, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về văn hóa ứng xử trong kinh doanh dịch vụ du lịch, củng cố phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước nghiêm túc triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, thực hiện tốt công tác cổ phần hóa theo kế hoạch, triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 35 của chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, tiếp tục tập trung chỉ đạo để củng cố phát triển nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình kinh tế hợp tác, tập trung chỉ đạo cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp để góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, phấn đấu cải thiện thứ hạng PCI, tập trung vào củng cố và nâng cao chất lượng trung tâm hành chính công cấp tỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai, tập trung giải quyết các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh, tiếp tục thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, định giá đất, rà soát, cương quyết thu hồi đất đối với các trường hợp giao đất, cho thuê đất đã quá thời gian quy định nhưng chưa xây dựng hoặc xây dựng kéo dài chậm tiến độ. 4.
chú trọng phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các đề án, kế hoạch phục vụ phát triển giáo dục của tỉnh, đẩy mạnh tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong giáo dục, tăng cường công tác an ninh an toàn trường học, tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoa học công nghệ, chú trọng hoạt động ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học vào sản xuất, tiếp tục củng cố và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao công tác quản lý nhà nước về văn hóa thể thao, tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử và thông tin đối ngoại, tiếp tục tập trung chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế, đổi mới mạnh mẽ công tác y tế cơ sở, tăng cường thanh tra kiểm tra quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm giai đoạn 2016-2020, triển khai đồng bộ các cơ chế chính sách tạo việc làm, giải quyết việc làm và đào tạo nghề, nhất là đối với người nghèo, lao động ở nông thôn, đẩy mạnh xuất khẩu lao động, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, công tác người có công và công tác an sinh xã hội. Năm là tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác quản lý khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản, cương quyết xử lý các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng, kiểm soát chặt chẽ nguồn xả thải, có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm ở nông thôn, lưu vực sông, khu công nghiệp, làng nghề, giảm thiểu rác thải nhựa, chủ động phòng chống giảm nhẹ thiên tai và đẩy mạnh các chương trình dự án thích ứng với biến đổi khí hậu. 6. Nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng lãng phí. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án về sắp xếp kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ công chức và thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện có quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao theo quy định số 1 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện có hiệu quả luật tiếp công nhân, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chú trọng giải quyết các vụ khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở. Tập trung triển khai kế hoạch giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, tiếp tục chỉ đạo ngành tư pháp đổi mới và nâng cao chất lượng thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. 7 là quan tâm củng cố quốc phòng an ninh, tập trung chỉ đạo thực hiện giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội, tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi sử dụng kích động gây rối an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa phương, không để bị động bất ngờ, chỉ đạo thực hiện tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019, thực hiện cương quyết đồng bộ các giải pháp phòng chống tội phạm, tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. 8. Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 theo hướng dẫn của chỉ thị Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Kính thưa các đồng chí, nhiệm vụ còn lại của kế hoạch kinh tế xã hội năm 2019 là hết sức nặng nề trong điều kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự đồng thuận, đoàn kết, nỗ lực cao của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể cán bộ nhân dân trong tỉnh để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2019 đã đề ra, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016-2020 mà nghị quyết Đại hội tỉnh Lạc Bộ lần thứ 16 đã đề ra. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu và đồng chí. Xin cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, trình bày báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019. Xin mời đồng chí.
Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Báo cáo công tác Tòa án Nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 gồm có 6 trang và 4 phụ lục kèm theo. Để tiết kiệm thời gian cho đại biểu, sau đây tôi xin báo cáo tóm tắt công tác tòa án hai cấp tỉnh Quảng Bình. Về tình hình công tác tòa án 6 tháng đầu năm 2019, thứ nhất là về công tác xét xử giải quyết các loại án. Về kết quả đạt được, về kết quả chung, trong 6 tháng đầu năm 2019, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình đã giải quyết 1.107 trên 1.765 vụ án đã thụ lý, đạt tỷ lệ 62,7%. Tỷ lệ các bản án quyết định bị hủy do lỗi chủ quan của thẩm phán 0,27%, án bị hủy, bị sửa 0,18%. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu thi đua mà Tòa án Nhân dân tối cao quy định. Đã tổ chức được 10 phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó có một phiên tòa rút kinh nghiệm bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Tòa án tỉnh kết nối với 7 điểm cầu Tòa án Nhân dân cấp huyện, và tổ chức một phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến từ điểm cầu Tòa án Nhân dân huyện Quảng Ninh kết nối với Tòa án Nhân dân tỉnh và các điểm cầu của Tòa án cấp huyện. 100% các bản án quyết định có hiệu lực pháp luật thuộc diện phải đăng trên cổng thông tin điện tử của tòa án được các thẩm phán đăng kịp thời đúng quy định. Tính đến thời điểm tháng 5 2019, thẩm phán tòa án hai cấp tỉnh Quảng Bình đã đăng được 3.740 bản án và quyết định. B. Về công tác giải quyết án hình sự, Tòa án tỉnh và Tòa án cấp huyện đã giải quyết 269 trên 357 vụ án. Hình phạt mà tòa án áp dụng đối với bị cáo tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, đúng với quy định pháp luật, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Đã tổ chức 17 phiên tòa rút kinh nghiệm, 17 phiên tòa xét xử lưu động tại các địa phương nơi xảy ra vụ án nhằm tuyên truyền giáo dục pháp luật, ngăn ngừa tội phạm. C. Về giải quyết các loại án khác, Tòa án tỉnh và Tòa án cấp huyện đã giải quyết 148 trên 368 vụ án tranh chấp về dân sự, 640 trên 941 vụ án về hôn nhân gia đình, 48 trên 81 vụ án về kinh doanh thương mại và 1 trên 2 vụ án lao động. Các vụ án chưa giải quyết do mới thụ lý đang trong thời hạn nghiên cứu hồ sơ chuẩn bị xét xử theo luật định. Các tòa án đã chú trọng làm tốt công tác hòa giải, kết quả có 638 trên 833 vụ án được hòa giải thành, đạt tỷ lệ 76,5%, vượt 16,5% so với chỉ tiêu Tòa án Nhân dân tối cao quy định. Tòa án Nhân dân hai cấp đã giải quyết 4 trên 13 vụ án hành chính. D. Về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án, Tòa án Nhân dân cấp huyện đã giải quyết 1 trường hợp áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. Về hạn chế thiếu sót, vẫn còn tình trạng chậm gửi bản án quyết định cho các cơ quan liên quan hoặc chậm tổng đạt các văn bản tố tụng cho người tham gia tố tụng. Một số bản án có sai sót về số liệu, thông tin người tham gia tố tụng nên phải đính chính, giải thích. Chất lượng tranh tụng tại phiên tòa được nâng lên, song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của cải cách tư pháp. Trong xét xử, các loại án vẫn còn tình trạng xác định thiếu người tham gia tố tụng hoặc sai tư cách người tham gia tố tụng, lúng túng trong xác định tội danh, dẫn đến vẫn còn án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán. Hai, về công tác thi hành án hình sự, Tòa án Nhân dân hai cấp đã ra quyết định thi hành án hình sự đối với 398 bị án đã có hiệu lực pháp luật, đạt tỷ lệ 100%, lập hồ sơ và ra quyết định giảm thời hạn chấp hành phạt tù cho 772 phạm nhân đang chấp hành án đúng quy định, lập hồ sơ và ra quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo cho 25 trường hợp đang thi hành án theo đúng quy định. Việc ra các quyết định thi hành án hình sự, việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, rút ngắn thời gian thử thách của án treo đảm bảo kịp thời và có căn cứ theo quy định của pháp luật. 3. Về công tác Hội thẩm Nhân dân, trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội thẩm Nhân dân hai cấp được phân công tham gia xét xử đều bố trí thời gian nghiên cứu hồ sơ và tham gia xét xử khi có quyết định phân công, nhất là các vụ án được tòa án đưa đi xét xử lưu động tại địa phương, không có vụ án nào bị hoãn phiên tòa vì lý do vắng hội thẩm. Các vị Hội thẩm Nhân dân đã làm tốt vai trò nhiệm vụ của mình, đảm bảo thực hiện tốt công tác xét xử của tòa án. Tòa án cũng đã thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với Hội thẩm Nhân dân hai cấp. Tòa án tỉnh đã triển khai tổ chức
hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho hội thẩm nhân dân hai cấp, trên 140 hội thẩm tham gia, qua đó góp phần nâng cao chất lượng xét xử cho hội thẩm nhân dân. 4. Công tác xây dựng tòa án nhân dân hai cấp, thực hiện quy định của tòa án nhân dân tối cao và của tỉnh ủy về việc bố trí chánh án tòa án cấp huyện không phải là người địa phương. Tính đến nay, Ban Cần sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã làm quy trình và đề nghị tòa án tối cao bổ nhiệm, điều động, bố trí chánh án tòa án cấp huyện không phải là người địa phương 5/8 đơn vị tòa án cấp huyện. Hiện còn 3 đơn vị tòa án cấp huyện chánh án là người địa phương: huyện Minh Hóa, huyện Tuyên Hóa là hai huyện miền núi đặc thù, và tòa án huyện Quảng Ninh là chánh án hết nhiệm kỳ thì không đủ tuổi quy hoạch nhiệm kỳ mới. Cử 7 cán bộ đi đào tạo thạc sĩ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức phục vụ cho công tác xét xử của tòa án. Tính đến nay, tòa án hai cấp tỉnh Quảng Bình đã có 51/122 cán bộ công chức có trình độ thạc sĩ. Hai lớn về nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019. Để hoàn thành các chỉ tiêu công tác đã đề ra, trong 6 tháng cuối năm 2019, tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Thứ nhất, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của Tòa án nhân dân tối cao và của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến hoạt động của tòa án. Hai, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại án, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, đảm bảo các phán quyết của tòa án đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ các quyền của con người, quyền công dân. Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, khẩn trương đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án trọng điểm, nhất là các vụ án lớn mà dư luận xã hội quan tâm, như các vụ án về vi phạm quy định khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, các vụ án về ma túy, mại dâm, tín dụng đen, xã hội đen và cá độ. Chú trọng công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính, không để xảy ra việc xét xử oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. 3. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tòa án, hội thẩm nhân dân, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký và hội thẩm nhân dân. 4. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tư pháp, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu cải cách, gắn với việc thực hiện chỉ thị số 5 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ công chức tòa án nhân dân. 5. Đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục thực hiện chủ đề thi đua năm 2019 là đoàn kết, kỷ cương, minh bạch, trách nhiệm vì công lý. Trên đây là báo cáo tổng tắt của tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình. Xin trân trọng các quý vị đại biểu. Xin cảm ơn đồng chí chánh án tòa án nhân tỉnh. Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí Nguyễn Xuân Sinh, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, trình bày báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Xin mời đồng chí. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu, thưa quý vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin trình bày báo cáo tóm tắt về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ngành kiểm sát Quảng Bình. Một là tình hình tội phạm ổn định, an ninh chính trị được giữ vững. Tuy nhiên, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra và diễn biến phức tạp. Nhìn chung, các nhóm tội phạm tăng, riêng nhóm tội phạm về sở hữu giảm. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2019 đã khởi tố 298 vụ, 444 bị can, tăng 76 vụ, 144 bị can so với 6 tháng đầu năm 2018. Trong đó, các tội xâm phạm về quản lý kinh tế môi trường 41 vụ, 57 bị can, tội xâm phạm về quyền sở hữu 102 vụ, 143 bị can, tội phạm về trật tự và xã hội 80 vụ, 169 bị can, tội phạm về ma túy 56 vụ, 73 bị can. Kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ, quán triệt nghiêm túc chỉ thị nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, của tỉnh ủy, của Hội đồng nhân tỉnh trong lĩnh vực hoạt động tư pháp và nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2019. Thực hiện chỉ thị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về công tác 2019, tập trung thực hiện nhiều giải pháp chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo pháp chế trong hoạt động tư pháp. Về kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2019, thể hiện đến các nội dung sau. Một, về thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự,
thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết tố giác về tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, chủ động tăng cường quan hệ chặt chẽ với các cơ quan theo quy chế phối hợp liên ngành đã ký kết trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn. Đã thụ lý kiểm sát 428 tin báo tố giác về tội phạm, đã giải quyết 403 tin báo, đạt tỷ lệ 94.1%. Về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự, chủ động triển khai công tác kiểm sát điều tra chặt chẽ các vụ án hình sự, việc phê chuẩn các quyết định của cơ quan điều tra đúng quy định. Đã thụ lý kiểm sát điều tra 426 vụ, 610 bị can. Cơ quan điều tra đã giải quyết 301 vụ, 401 bị can. Liên ngành đã họp xác định 14 vụ án trọng điểm. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố, các vụ án truy tố đều đảm bảo đúng thời gian và đúng luật định. Viện kiểm sát đã thụ lý 261 vụ, 389 bị can, đã giải quyết 245 vụ, 344 bị can. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, tiếp tục thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự, kết quả các vụ án xét xử đảm bảo đúng người đúng tội. Đã thụ lý kiểm sát xét xử 279 vụ, 422 bị cáo, phúc thẩm 78 vụ, 133 bị cáo. Kiểm sát 261 bản án quyết định sơ thẩm, 51 bản án quyết định phúc thẩm, đã phối hợp tổ chức 17 phiên tòa xét xử lưu động và 22 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp. Kiểm sát các hoạt động tư pháp, công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, kiểm sát chặt chẽ các trường hợp bắt, tạm giữ, tạm giam, các trường hợp tạm giam đều đảm bảo căn cứ pháp luật. Đã kiểm sát 159 trường hợp tạm giữ, kiểm sát 382 người bị tạm giam. Kiểm sát 19 cuộc tại nhà tạm giữ công an các huyện, thành phố, thị xã, đồn biên phòng và trại giam công an tỉnh. Công tác kiểm sát thi hành hình sự, kiểm sát chặt chẽ các trường hợp án có hiệu lực pháp luật, thi hành bản án theo quy định pháp luật đối với 46 bị án tù cho tù trung thân, 2.020 bản tù có thời hạn, 472 bản tù cho hưởng án treo, 144 bị án tù tạo không giam giữ. Kiểm sát và tham gia hội đồng xét giảm án thời hạn chấp hành phạt tù cho 772 phạm nhân. Trực tiếp kiểm sát việc án treo, cải tạo giam giữ 44 cuộc tại ủy ban xã, phường, thị trấn. Kiểm sát 6 cuộc việc chấp hành tại trại giam Đồng Sơn và trại tạm giam công an tỉnh và cơ quan thi hành công an các huyện. Công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, các vụ án hành chính, lao động, kinh doanh thương mại và những việc khác theo quy định của pháp luật. Thủ lý kiểm sát sơ thẩm và phúc thẩm 1.309 vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, thủ lý kiểm sát 97 vụ án hành chính, lao động, kinh doanh thương mại, sơ thẩm, phúc thẩm, kiểm sát 93 bản án quyết định sơ thẩm, phúc thẩm. Công tác kiểm sát thi hành dân sự, thủ lý kiểm sát 2.993 việc trên 1.039 tỷ đồng. Thủ lý kiểm sát 2.347 quyết định thi hành các loại, kiểm sát tiêu hủy vật chứng, đấu giá, bàn giao tài sản 79 việc, kiểm sát xác minh các xác minh lại điều kiện thi hành 18 việc, xét miễn nghĩa vụ thi hành 7 hồ sơ theo quy định. Kiểm sát trực tiếp 7 cuộc tại cơ quan thi hành dân sự, phúc tra 3 đơn vị về việc thực hiện kiến nghị của viện sát năm 2018. Công tác giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp, viện sát hai cấp đã tiếp 38 lượt người khiếu nại tố cáo, tiếp nhận 138 đơn khiếu nại tố cáo, trong đó đơn thuộc thẩm quyền của viện sát đã giải quyết và các đơn không thuộc thẩm quyền của viện sát đã chuyển cho các cơ quan chức năng theo luật định. Về công tác khác, công tác quản lý chỉ đạo điều hành quán triệt thực hiện chỉ thị của viện trưởng viện sát tối cao về thực hiện phương châm đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, kỷ cương, thực chất và hiệu quả. Viện sát tỉnh Quảng Bình có kế hoạch công tác kiểm sát và tổ chức triển khai kịp thời đến toàn thể các đơn vị trong ngành, tổ chức thực hiện tốt và tập trung vào công tác mũi nhọn, tăng cường công tác kiểm sát giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch công tác, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng lên. Đặc biệt là công tác xét xử luôn được đổi mới, chú trọng và nâng cao chất lượng tranh tụng, dân chủ công khai tại các phiên tòa. Vốn là nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu cuối năm 2019. Trên cơ sở kết quả 6 tháng đầu năm 2019, Viện sẽ cùng bình định hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm như sau: tiếp tục tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, gắn công tố với hoạt động điều tra, đảm bảo việc bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người đúng tội, phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, tòa án giải quyết nhanh các vụ án trọng điểm, án tham nhũng, những vụ án kinh tế, án dư luận xã hội quan tâm và các tội phạm mới phát sinh trên địa bàn.
Hai là tiếp tục nâng cao chất lượng luận tội tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa, phối hợp với tòa án xét xử nhiều phiên tòa lưu động, phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp, kiểm soát chặt chẽ các bản án, phát hiện kịp thời vi phạm để ban hành kháng nghị, kiến nghị theo yêu cầu phục vụ theo quy định của pháp luật. Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, kiểm soát chặt chẽ việc thi hành dân sự, hình sự, chú trọng công tác giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền và kiểm soát việc giải quyết đơn khiếu nại tố cáo về hoạt động tư pháp. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung chỉ đạo việc thực hiện các chỉ tiêu công tác nhiệm vụ của ngành, chú trọng công tác tổ chức cán bộ, tăng cường quản lý giáo dục cán bộ, nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp. Trên đây là báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Xin cảm ơn thôi. Xin cảm ơn đồng chí viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Tiếp theo chương trình xin mời đồng chí Trương Văn Hợi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trình bày báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, nhân dân và kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Xin mời đồng chí. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa Hội đồng Nhân dân tỉnh và toàn thể đại biểu dự kỳ họp, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi xin báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của tri, nhân dân và kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh với các nội dung sau. 1. Tình hình nhân dân và ý kiến kiến nghị của cử tri. Trong 6 tháng đầu năm 2019, các tầng lớp nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2019, năm tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Dưới sự lãnh đạo sâu sát của tỉnh ủy, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp của Ủy ban nhân tỉnh, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục ổn định và phát triển, quốc phòng an ninh giữ vững, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu tiêu cực được đẩy mạnh, tạo sự đồng tình cao trong nhân dân. Các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, hưởng ứng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng xuân, chào mừng các ngày kỷ niệm lớn, đặc biệt là kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh và 70 năm ngày Quảng Bình quật khởi. Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân còn lo lắng về những vấn đề ô nhiễm môi trường ở một số nơi, quản lý bảo vệ tài nguyên thiên nhiên còn có những hạn chế, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội còn có những diễn biến phức tạp, việc điều chỉnh giá điện, giá xăng đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh. Trên từng lĩnh vực cụ thể, cử tri và nhân dân có ý kiến như sau. Về kinh tế xã hội, cử tri và nhân dân đánh giá cao những chủ trương và giải pháp tích cực của tỉnh trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ngay từ những tháng đầu năm 2019. Những tiềm năng thế mạnh của tỉnh đã được quan tâm khai thác, tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực trong sự phát triển của tỉnh. Tuy vậy, tình hình sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn vẫn còn nhiều khó khăn. Nông dân lo lắng trước tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, gây nắng hạn kéo dài, dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi đã lây lan đến một số địa phương trong tỉnh. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vẫn chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư, thủ tục thời gian xây dựng nhãn hiệu, tiêu chuẩn Việt Gáp về tính an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm đã kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư sản xuất kinh doanh của nông dân và của doanh nghiệp. Trong thời gian qua, thị trường bất động sản, nhất là đất ở phát triển nóng, giá bị đẩy lên cao, gây sốt ảo, tiềm ẩn nhiều rủi ro và ảnh hưởng đến người dân có nhu cầu sử dụng đất thật. Cử tri và nhân dân mong muốn Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan tích cực triển khai các giải pháp để hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nhân dân sản xuất kinh doanh hiệu quả, thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, tăng cường kiểm soát ổn định thị trường bất động sản, quản lý quy hoạch đất đô thị, tiếp tục tập trung rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, qua đó tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư sớm đưa dự án đi vào hoạt động, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của tỉnh. Cử tri và nhân dân ghi nhận những nỗ lực của ngành giáo dục trong thời gian qua, nhất là việc quan tâm chấn chỉnh, nâng cao đạo đức, tác phong và phương pháp làm việc cho đội ngũ những người làm công tác giáo dục. Tuy nhiên, bệnh thành tích trong dạy và học vẫn chưa được khắc phục triệt để. Sự cố sơ suất trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua đã gây tâm lý băn khoăn cho phụ huynh, học sinh và nhân dân. Nhân dân mong muốn Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chấn chỉnh khắc phục những hạn chế thiếu sót để thực hiện tốt chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,
đề nghị các ngành, các cấp, các địa phương và toàn xã hội cùng chung tay với ngành giáo dục, góp phần tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và chất lượng. Hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội để phát tán các hình ảnh, bài viết phản cảm, bịa đặt, nói xấu cán bộ, xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước, làm ảnh hưởng xấu tới uy tín cán bộ, lối sống thanh thiếu niên và trật tự an toàn xã hội. Nhân dân mong muốn Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các sở ngành liên quan tăng cường quản lý an ninh mạng, đẩy mạnh tuyên truyền luật an ninh mạng, đấu tranh với các tin xấu, tin độc trên mạng xã hội, đồng thời xử lý nghiêm về các đối tượng vi phạm pháp luật về an ninh mạng. Nhân dân đề nghị ngành y tế tiếp tục phối hợp triển khai tốt công tác phòng dịch bệnh trong mùa hè và mùa mưa sắp tới, kiểm tra kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là các cơ sở sản xuất, chế biến nông hải sản, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bảo đảm phục vụ nhân dân và du khách du lịch được tốt hơn. Về quản lý tài nguyên môi trường, thời gian qua, nhân dân bất bình lo lắng về những vấn đề bảo vệ tài nguyên môi trường, như là các vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh, tình trạng công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình vi phạm về xử lý chất thải, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trong vùng, tình trạng sử dụng thuốc chất hóa học để diệt cỏ trong thời gian dài, làm ô nhiễm môi trường sống, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân ở các địa phương có rừng trồng, tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải, nhất là rác thải nhựa ở các điểm du lịch, khách sạn, nhà hàng, bãi biển, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân, làm mất mỹ quan tại một số điểm du lịch, đe dọa an toàn của đại dương, tình trạng khai thác đất cát sỏi lén lút trái phép không phép vẫn xảy ra ở một số nơi trong tỉnh. Cử tri và nhân dân mong muốn lãnh đạo tỉnh chỉ đạo quyết liệt về công tác bảo vệ tài nguyên môi trường hơn nữa, xử lý nghiêm minh đối với các đối tượng liên quan trong các vụ phá rừng, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý bảo vệ rừng, nhất là rừng nguyên sinh, rừng gỗ quý hiếm, thường xuyên thanh tra kiểm tra xử lý các vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trái phép không phép, vi phạm về bảo vệ môi trường tại các khu dân cư, môi trường biển, các điểm du lịch, cơ sở khai thác sử dụng khoáng sản, các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thẩm định đánh giá chặt chẽ tác động môi trường của các dự án, kiên quyết xử lý khi cả công ty dự án tái phạm, có biện pháp tích cực và hiệu quả hơn trong thu gom và xử lý rác thải nhựa, chất thải rắn. Về an ninh trật tự, an toàn xã hội, trong thời gian qua, lực lượng chức năng đã đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, cử tri nhân dân lo ngại về tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, tính chất tội phạm ngày càng nguy hiểm, manh động, nhiều vụ buôn bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy với quy mô, số lượng lớn, công tác phối hợp quản lý đối tượng nghiện ma túy còn một số vấn đề chưa chặt chẽ, hoạt động tín dụng đen, lừa đảo, đánh bạc qua mạng ngày càng tinh vi, hoạt động của các băng nhóm xã hội đen đòi nợ thuê gia tăng, gây mất an ninh trật tự công cộng. Tình hình an ninh nông thôn vẫn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, các phần tử xấu lợi dụng dân chủ, xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để kích động lôi kéo một bộ phận nhân dân tham gia chống đối chính quyền, cản trở việc triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, gây mất trật tự an ninh, gây ảnh hưởng đến quyền lợi ích chính đáng của nhân dân. Nhân dân đề nghị các ngành chức năng, chính quyền các địa phương có các biện pháp mạnh mẽ, tăng cường công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, tăng cường kiểm tra kiểm soát các tụ điểm vui chơi giải trí, kiểm soát an ninh mạng, kiên quyết xử lý các đối tượng lợi dụng dân chủ kích động gây rối tình hình an ninh trật tự ở một số nơi. Về xây dựng bộ máy tổ chức cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, cử tri và nhân dân phấn khởi, tin tưởng về công tác cán bộ của tỉnh trong thời gian qua. Những cán bộ trẻ có năng lực, phẩm chất đã được lựa chọn giữa các vị trí chủ chốt ở các huyện, thị xã, thành phố và các sở ngành quan trọng của tỉnh theo đúng chủ trương của Đảng. Cử tri và nhân dân mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cán bộ cây cần, xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh đủ mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Cử tri nhân dân đồng tình và hoan nghênh tỉnh đã quyết liệt trong triển khai các chủ trương của Đảng, Chính phủ về đấu tranh phòng chống tham nhũng, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, xử lý kỷ luật nghiêm những cán bộ có vi phạm. Cử tri nhân dân đề nghị tỉnh tiếp tục có những giải pháp quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiếp tục cải cách hành chính để phục vụ nhân dân tốt hơn. Thứ hai, ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân về hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân tỉnh. Về hoạt động của Hội đồng nhân tỉnh, cử tri và nhân dân tin tưởng và đánh giá cao hoạt động của Hội đồng nhân tỉnh đã thực hiện tốt trách nhiệm của cơ quan dân cử, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Thường trực Hội đồng nhân tỉnh và các ban Hội đồng nhân tỉnh đã tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát phù hợp với nguyện vọng, ý kiến của cử tri. Sự phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân tỉnh với Ủy ban nhân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan ngày càng được tăng cường,
mang lại những kết quả tích cực trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh. Cử tri và nhân dân mong muốn Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, các ban Hội đồng nhân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân tỉnh tăng cường tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề, thường xuyên trực tiếp lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, tăng cường các hoạt động giám sát, xây dựng chính quyền của dân do dân và vì dân, nhất là trong cải cách hành chính. Về hoạt động của Ủy ban nhân tỉnh, cử tri và nhân dân phấn khởi và hoan nghênh Ủy ban nhân tỉnh ngày càng phát huy tốt vai trò quản lý điều hành, quyết liệt trong chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp để phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ đạo phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, phát triển các loại hình du lịch mới. Cử tri đánh giá cao những nỗ lực của Ủy ban nhân tỉnh và các sở ngành trong việc chỉ đạo tích cực giải quyết những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm kiến nghị. Cử tri mong muốn Ủy ban nhân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở ngành địa phương giải quyết hiệu quả những vấn đề cử tri và nhân dân kiến nghị đề xuất chính đáng, xây dựng bộ máy cán bộ công chức liêm chính, tăng cường phòng chống tham nhũng lãng phí, quan tâm giải quyết tốt các chế độ chính sách theo quy định. 3. Kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trên cơ sở ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, thông qua tổ chức hai cuộc giám sát đầu năm 2016, Ban Thường trực 19, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiến nghị một số nội dung như sau. Thứ nhất, đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để người dân doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là thủ tục thời gian xây dựng nhãn hiệu, tiêu chuẩn Việt Gáp, vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, thực hiện tốt các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, hình thành các hợp tác xã kiểu mới để góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đầu tư khai thác và quản lý hiệu quả các loại hình du lịch mới, tạo sức hấp dẫn đối với du khách, định hướng cho nhân dân phát triển du lịch dịch vụ đúng hướng, đảm bảo cân đối giữa cung cầu, nhất là trong dịch vụ lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, homestay. Thứ hai, đề nghị Hội đồng nhân tỉnh, Ủy ban tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiên quyết thực hiện các giải pháp quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường. Hơn nữa, các ban ngành địa phương tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư khi triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, công khai đánh giá tác động môi trường và đề án bảo vệ môi trường của các dự án đối với đời sống nhân dân, để tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với chủ trương dự án phát triển kinh tế của tỉnh. Thường xuyên kiểm tra kiểm soát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường ở cộng đồng dân cư, môi trường biển, kiểm tra hoạt động khai thác các mỏ đá, cát sạn, sỏi ở các địa phương, kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm. Thứ ba, đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan nhà nước đối thoại trực tiếp với nhân dân theo quyết định 1896 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quy định số 11 của Bộ Chính trị, quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của nhân dân, tích cực chỉ đạo việc trả lời các ý kiến kiến nghị đề xuất của nhân dân trong các cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân ở các cấp có liên quan, chỉ đạo các địa phương, các sở ngành phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, mặt trận, các đoàn thể trong công tác đối thoại, nhất là những nhiệm nội cộm, những vấn đề liên quan đến lợi ích của người lao động, những vấn đề dư luận nhân dân quan tâm. Thứ tư, đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền thực hiện có hiệu quả chương trình hành động số 5 về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm giai đoạn 2016-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về giảm nghèo, thường xuyên giám sát việc phân bổ kinh phí rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo thông tư số 17 và 14 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, việc bố trí nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo các sở ngành cấp tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo hàng năm, từng bước giảm dần các chính sách hỗ trợ trực tiếp về vật chất, hướng đến các chính sách hỗ trợ sinh kế để người nghèo chủ động lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo theo phương châm nhà nước tạo cơ chế điều kiện để các hộ tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững, lồng ghép các chính sách hỗ trợ giảm nghèo vào một chương trình để giảm bớt sự chồng chéo gian trải, tăng hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước trong thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh. Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân trong 6 tháng đầu năm 2019. Xin trân trọng cảm ơn Hội đồng nhân tỉnh và toàn thể hội nghị. Xin cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.